Mới về tới mấy chó nó mừng đẩy cái nguyên cái gỗ chuối má phơi rớt đất trần về lụm cho chỗ cá ăn luôn nè. Mệt tụi bay thiệt á. Làm gì thở như vậy? Cái bưởi có mấy trái chín nằm lúc trên ngọn, lấy cây thọt. Rụng bể đầu. Dính vô cây luôn, dính vô cây luôn. Cái này cũng hái vài bữa mấy con nó đục hư trơn, gụi đâu nó bu đen kìa. Ấy dạ, mấy cây lan bữa nay nó tốt quá chừng, treo với cây điều nó dài gần tới đất luôn á. Còn cái cây lan mà cột trên cây điều nay nó ra nụ mới nữa, chuẩn bị có bông. Đây hai nụ, ở đây có nụ nữa. Cái này chừng nào mà nó dài xong rồi nó rụng lá nó tròn là giống như cái này nó mới có bông. Còn đang ra lá này nó không có bông. Cái này mốt nó có bông rất là đẹp nè, nó quá dài luôn. Cái điều này bữa mình đi chợ mua cái trái ăn chua chua nè, lá này cũng giống lá mận. Lộn bữa nay nó làm được khúc rồi, chắc một hai bữa nó tới đây xi măng ta để đặng đổ đổ đan này. Chắc mai tới đằng đây á. Cây vú sữa năm nay được mấy trái? Trái bữa nay cũng bự cùm tay rồi nè.
bữa mình cứ ghim cái gì khoai trong đây. Cái dây khoai nó, dây khoai nó héo rồi. Trời, tưởng đâu củ khoai. Hên quá, tìm được viên ngọc quý rồi. Ơi, cũng bự dữ nè. Wow. Trời, tính là bự ai ở đóng ba cái xưa dừa nha xíu. Đóng xưa dừa. Lại một ngày nữa lại bắt đầu. Chuẩn bị tắm em bé. Nay nhà mình ăn hủ tiếu trộn. Hủ tiếu trộn tôm thịt, canh bí. Với mình mua một con cá he kho lạc. Tư đang lột tép. Nó ăn đồ món à, chị Tư ăn nhiều hết mà. Rồi. Rồi rồi. Rồi mà hành cầu có phí vô một đống dao và hủ tiếu nữa anh. Rồi lạc xịt rồi. Vô. Ủa sao mà anh xào đi mà hồi em còn dao. Rồi rồi. Thế lại trước. Không ăn mà cứ dừng dây dừng lâu hoài à. Không 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 có đậm đà nó không á. Mình nếu mà la bỏ 2 muỗng chứ nếu mà không la chắc bỏ 3 muỗng. Cái này ăn được không? Chín nó ăn chạy. Cái gì? Cái răng con mực á. Ăn được không? Mày ăn cái đau mà nó giòn chứ còn cái răng nó bỏ chứ ăn. Răng đen. Rồi. Nhiều dữ vậy hả? Không bỏ phần nữa thôi. Hồi chung hủ tiếu ít lại. Đầy chảo luôn rồi chị ơi. Không biết sao trộn luôn à. Không lấy hai đũa chứ cái sạn trộn không được nữa. Nhấp lại nó dễ trộn hơn đúng không? Ừ. Vậy lúc trước em nhấp vậy em là
Sao lâu nhấp lại chùm này còn dễ vậy. Mời quý cô chú anh chị thưởng thức hủ tiếu. Bé mới về chợp mắt. Bé Nguyên nó bụng ăn cơm trước. Theo cháu à. Con cá 50 ngàn lẻ chứ bự chán. Con cá 400 400. Tưởng cá heo chừng cá 70 kg. Con cá mẹ Vinh bây lớn vậy là 100 ngàn 1 kg rồi. Cái này là 150 á. Cái này cá nuôi hay gì? Cá heo em không biết nuôi hay là làm xong không biết. Nuôi. Mà ít lắm. Cũng có cá sông nữa. Không có hoài không? Cái bữa có bữa không. Cái này không phải heo nghệ. Heo nghệ mới béo dữ. Heo nghệ con nó ngắn tới đây à. Nó tròn vo. Giống. Nhóc lắp ngồi chứ còn thiếu ăn. Nằm dưới nhóc. Mẹ cũng có ăn rau nhiều. Mẹ cũng thích ăn rau nhiều. Bữa có mua ăn giấy. Ngồi nó mấy ngày nó chưa đi tội. Không có lại được không? Không ngờ. Anh rất thơm à? Như chùa Mỹ mua mà không ai xài cho nên ráng ở chỗ cấm với bà đó bán cái hè nhỏ nhỏ mà chết nhất rồi. Mấy con cá hè, mấy con cá mì vinh, cá phi, cá dồ. Rồi đáng nhát luôn. Cá dương hồng, cá nào cũng chết chứ. Dập mặt. Ăn cá này cái giải nó mềm mèo. Đúng rồi, ăn cái này bỏ giải sao ăn. Mà Vinh á, là giải còn hơi cứng nha. Hồi đó mới mua cá này đó em về em cào giải. À. Em. Mà nào quá anh. Nhưng mà lúc anh Tư nó ăn, nó không chịu ăn cái giải.
chưa cạo rễ bỏ. Cái này cạo rễ là thua. Còn mình ngon cá nữa hả? Cá mè, cá gì đó, cạo cái này mình cái rễ mình xèo. Đá này nó gió bằng. Ăn nhiều món này nhiệt tình thôi. Ôi, ăn hết một dĩa rồi nè. Còn gì nó không nhiệt tình trời. Còn thao kìa. Thao cứ chịu, ăn cứ chịu. Bỏ bọc lên dĩa. Ăn lần sao hết thì thao mày chèn ơi à. Đợt. Ép dao rồi. Thằng ép lửa quá đấy. Ăn một dĩa còn chưa hài lòng nữa. Ép gì, ép dầu, ép mỡ, ai nở, ép ăn.